Ở Hải Hậu Lâu, bạn có biết điều này? 6 bài tập cho bệnh nhân viêm quanh khớp vai với gậy bác sĩ Trang khuyên dùng. Xin chào mọi người, rất lâu chưa gặp. Ngày hôm nay, bác sĩ sẽ chia sẻ với chúng ta những bài tập giúp tăng tầm vận động khớp và làm khỏe cơ vùng vai với gậy, rất dễ ứng dụng trong cuộc sống. Này rất thích hợp dành cho các bác, các cô, các chú, đặc biệt là các bác thợ xây, rất hay bị đau khớp vai, đau nhức mỗi về đêm, rất khó để giơ cái cánh tay lên cao để với đồ vật hay là vòng tay ra đằng sau để kỳ cọ tắm rửa, hoặc là phụ nữ rất khó để có thể cài được cái khuy áo ngực của mình. Trong y học, thường chúng ta hay gặp những trường hợp bị viêm quanh khớp vai. Chúng ta hãy thử tìm hiểu 6 động tác này là gì nhé. Động tác thứ nhất, gấp vai. Hai chân mở rộng bằng vai, hai tay cầm gậy phía trước, duỗi thẳng khỉu. Từ từ đưa gậy đi qua đầu, sau đó về vị trí ban đầu, lặp lại như vậy 10 lần. Cá nhân này của mình bị hạn chế không gập tay lên hết tầm được, chỉ được đến đây thôi các bạn ạ. Nhưng khi tập với gậy sẽ giúp sau này bệnh nhân giơ tay được cao hơn. Động tác thứ hai. Đúng rồi. Vừa rồi chúng ta vừa được xem động tác thứ hai, duỗi khớp vai, hai tay cầm gậy phía sau, duỗi thẳng khỉu, từ từ đưa gậy ra sau, sau đó là đưa về vị trí ban đầu, lặp lại như vậy 10 lần. Động tác thứ ba, giang áp khớp vai. Chúng ta sẽ cầm hai đầu gậy phía trước, duỗi thẳng khỉu, từ từ đưa gậy lên ngang vai, một tay kéo kết hợp một tay đẩy, từ từ đưa gậy về bên phải, đưa gậy về bên trái, lặp lại 10 lần. Động tác thứ tư, gấp và xoay ngoài khớp vai. Chúng ta cầm gậy phía trước, duỗi thẳng khỉu, từ từ đưa gậy lên qua đầu, gập khỉu, đưa gậy ra sau gáy, đưa lên cao qua đầu, về vị trí ban đầu, lặp lại 10 lần. Bệnh nhân này vì hạn chế cả gập và xoay ngoài nên đưa ra sau rất khó. Thế mới phải tập phải không ạ? Tập thứ năm, duỗi và xoay trong khớp vai. Hai tay cầm gậy phía sau, duỗi thẳng khỉu, từ từ gấp dần khỉu, kéo gậy lên cao, rồi đưa về vị trí ban đầu, lặp lại như vậy 10 lần. Động tác thứ 6, động tác này rất hay, nó giống như là chúng ta đang kỳ cọ tắm rửa vậy. Động tác này còn có tên là duỗi khép và xoay trong khớp vai. Một tay duỗi, một tay cầm đầu gậy đưa ra sau để tay duỗi nắm vào. Tay duỗi ở dưới từ từ đẩy gậy lên cao kết hợp với tay gấp ở trên kéo, rồi đưa về vị trí ban đầu, sau đó đổi bên, lặp lại 10 lần. Như vậy là bác sĩ Trang vừa chia sẻ với chúng ta các bài tập về khớp vai. Nhưng trong trường hợp chúng ta đau quá thì hãy cần được sự tư vấn của bác sĩ. Trong những trường hợp này chúng ta rất nên ít nhất là làm một cái siêu âm khớp vai để biết được tình trạng trong khớp vai của chúng ta có bị viêm cái gân nào không, hay là có bị dịch ở bao hoạt dịch dưới cơ delta không. Những vùng đó rất hay tổn thương, những cái đó nó thuộc bộ phận quanh khớp vai nên người ta gọi là viêm quanh khớp vai. Chứ thực ra cái xương của khớp vai nó không hay tổn thương đâu ạ. Nên X quang phần lớn là trong những trường hợp viêm quanh khớp vai thì rất ít biểu hiện, trừ phi là nó lắng đọng canxi, nó bị vôi hóa tại đó, cái đầu gân lâu ngày canxi lắng đọng tại đó thì nó mới có hình ảnh vôi hóa tại đó thôi. Còn rất ít trường hợp là có hiện tượng hẹp khe khớp hay là có thoái hóa khớp vai. Nếu có điều kiện chúng ta chụp MRI thì rất là tốt, và sau đó cái hướng điều trị của chúng ta cũng sẽ rất là rõ ràng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.